Hello, Minh Sao, chào cả nhà. Trước tiên Minh Sao chúc cô chú cùng anh chị em lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Minh Sao nói đến một cái đề tài nha, là bóng đèn LED. Nói chung là hôm Minh Sao là bữa nay là vui rồi đó, gặp lại cô chú cùng anh chị em á. Tại vì sao? Tại vì Minh Sao mua được hai cây đèn LED này á, đèn LED mới 100%. Minh Sao review cho các bạn ha, cô chú anh chị em nha. Minh Sao nói tiếng Việt là không có dằn. Mong rằng các bạn của Minh Sao là người nghe rõ và dằn hơn là hiểu cho Minh Sao ha. Minh Sao review cái này không có bóc phốt, không mua cũng không có bán cái gì hết. Tại vì á, Minh Sao mua hai cái đèn LED này á, là thật là buồn cười. Vừa vui, vừa cười, buồn cười không biết nói làm sao. Giờ Minh Sao này không có view cái gì hết câu thời gian. Nhưng mà Minh Sao không có biết làm mà kéo nhanh hay là ghép hình cái gió. Minh Sao like trực tiếp luôn. Bây giờ Minh Sao bóc da luôn nha, ok. Mở đầu á, là mỗi cây đèn LED á, là Minh Sao mua với có mấy chục ngàn cây, không trên 100 ngàn. Nhưng mà ở trên mạng có nhiều chỗ bán 200 mấy ngàn cây, 100 mấy ngàn cây nữa. Minh Sao không có quan tâm, tại vì Minh Sao không có mua bán. Mục đích Minh Sao mua để sử dụng thôi. Cái đèn LED á, này á, là mình xài xong á, có thể sạc lại nè. Đó, cái này là có remote on off, có hai chế độ mở sáng và sáng vừa. Đó này dây điện là khỏi nói rồi, cắm vô sạc cái đâu có gì đâu. Đó, đèn LED đó là như vậy. Thì cái thương hiệu á mình không có cần biết luôn, cái gì TP LED LED light cái gì đó. Mấy cái vụ này á thì mình không có nên quay rõ lắm, tại vì sợ bị chạm. Đèn LED này á thì nó có cái chế độ nè, đó, sáng mạnh, sáng vừa ha. Cái này là cắm vô sạc rất là tiện lợi, nó nặng lắm á nha. Đó là mua hai cây luôn, mỗi cây có cái lò mốt, có thể có cái lò mốt là, ủa rồi mình bấm được không ta, on. Có sao bây giờ nó không được ta? À, mình off rồi. On. Off. À, được. Nè. On. Off. On. On. À, cái lò mốt này nó chỉ có là on off thôi. Phải lẽ ngay ngay á, méo một chút là nó không chịu đâu, nó giận á, méo một chút là nó không cho bấm, là nó ốt lắm. Mà lò dễ tiền là phải vậy rồi. Là cây thứ nhất nha, bỏ qua một bên. Rồi cây thứ hai cũng vậy luôn. Ở dạ dơ ốt. Mỗi cây nó có một cái lò mốt, hai cây là hai cái lò mốt mà xài cũng tốt lắm, nói chung là tốt hết á. Rồi dây điện nha, bỏ qua một bên, sạc xong mình sạc. Bây giờ cái vấn đề á, Minh Sao nói là như vậy, cái buồn cười là cái gì, mua là dưới 100 ngàn một cây đó, rất là vui, tại vì rẻ mà. Minh Sao cho nó cận cảnh coi, rất là rẻ, có 100 ngàn cây à, quá là vui luôn. Nhưng mà mở xong đó, nó là như vậy nè. Đó là bây giờ cái này Minh Sao mở sẵn rồi nè, giờ lật nó lại, giờ mở nắp lên. Minh Sao mở sẵn nó vào đó, ấy nhá, Minh Sao mở sẵn nó rồi đó, mở hai cây ra.
là cuối cùng á là nó là như vậy nè. Anh chị em thấy nó hoành tráng không? Trời ơi, nó ghê thật, dữ thiệt. Minh sau kiểm tra là những cái thứ này nằm trong đây á, là nó hoàn toàn nó không có liên quan tới cái phận này. Bộ phận này nó có thể tháo ra được. Cái này là nó gắn chơi thôi. Cái này là nó gắn chơi thôi. Nó không có cái gì mà nó liên quan hết á. Rồi không? Nó hoàn toàn nó không có liên quan. Minh sau coi cái này á, là nó là bình ắc quy. Đo là một cục là 1,5 V. Nhưng mà cái chuyện đó nó không quan tâm. Nhưng mà nó đâu có nước đâu. Nó không có nước. Nếu mà có nước nó cũng nên bỏ đi. Bỏ đi, nó không có tốt cho sức khỏe đâu. Bình ắc quy là bỏ luôn. 1,5 V, 5 cục là 7,5 V, là nó đủ xài cho cái thằng này. Cái bóng đèn này, bóng cái đèn này là nó xài 7,2 V. Nè, các bạn coi nha. Để nó tháo nó ra rồi. Cắt luôn, đợi chút nha anh chị em, đợi chút. Giờ nó cắt nó ra luôn. Cắt luôn. Trời, phải chơi tới bến đúng không mới vui. Trời ơi, nó lên lùng luôn. Rồi, rồi chú anh chị em coi nha. Coi mờ mờ cũng được rồi. Cái pin này á, là 18650 3,7 V, dung lượng á, thì 2800 tức là 2800 mA, là chưa tới 3A một cell. Nhưng mà bây giờ cái thằng này á thì nó ghi tới 4800 lận. Họ nó ghi bốn ấy lộn à, vậy coi nó ghi 4800. Nhưng mà cái đèn ở trong á là có 2800 thôi. Thì nó ghi tới 4800, kệ nó ghi 18000 cũng được. Nhưng mà 2800 thì cũng đủ xài rồi. Thì cái mục đích đó mình mua làm gì, nhiều khi cấp điện. Lâu lâu á mình mở nó cũng sáng lắm ở nhà, cũng xài được. Thực sự là dưới 100000 á, như vậy á là cũng đủ vui rồi. Nhưng mà bên sao mà không hiểu làm sao mà nó gắn ba cái thứ này vô đây làm gì? Tức là nó để cho nó nặng. Để cho nó nặng. Mà thật sự mà cái này nó không biết có tác dụng gì hay không. Là ở trọng là nó có thể cháy nọ, nếu như mà nó có điện là nó cháy nọ. Cho nên là anh em nào mua cái này mà gặp ở ngoài chợ đó, mua về xài được đó, cứ việc mua, ok, tốt. Cái này á nên bỏ thùng rác đi, không có xài nữa ha. À, nên bỏ thùng rác, đừng quan tâm cái thứ này nữa. Mình chỉ cần lấy nhiêu đó thôi là đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi đó. Mình xài nhiêu đó đủ rồi. Tại vì hai cục pin á, nếu như mà cô chú anh chị em mua mới một cục á, là chừng 50000 hoặc là 40000. Tức là hai cục này á là với cây đèn nữa, bên sau mua có 90000 một cây đèn thôi. Còn người ta bán nhiêu mà không biết. Là hai cục này á là có 90000 á là cũng mua cặp cell này à, nó cũng đủ rồi. Với lại cái bộ sạc từ 220AC vô ra DC. Giờ có cái đèn này nữa, cho nên là cái giá nó rất là rẻ. À, nhưng mà thật sự là trong nó làm cái gì tào lao bí lao gì á, nhưng mà nó vẫn là xài được, xài tốt, sáng. Pin nó thì cầm tốt. Nhưng mà không hiểu sao nó gắn tùm lum tào lao nhiều quá. Nên mình sao bỏ hết. Mình sao chị sẽ lấy này thôi.
Còn sau này á, bên sau đó nếu như mà thấy cái pin nó chai nó hư á, bên sau tận dụng cái không gian này á là làm 7V 2 á, là đắp hết cái pin luôn, là xài thiên thu luôn. Nhưng mà nói vậy chứ không có rảnh làm cái này. Như mấy cái này là tốt nè, dưới 100.000 cây cứ mua xài, very good, hư bỏ, không có thời gian mà đi đóng xeo đóng pin á, nè nó vẫn chạy tốt nè. À đó, à vẫn xài chỉ cần 2 cục pin thôi. Còn cái thứ này á, nó gắn vô biết làm gì ha. Thôi dài là như vậy ha. Dù sao đi nữa cũng chúc cô chú anh chị em quan tâm theo dõi, mình sao rất là cảm ơn. Như vậy thôi, ngắn video clip làm vậy cho nó vui thôi. Giờ bye bye mà, xin cảm ơn, thank you.